Rồi hai, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay kênh mình thì làm về đa dạng xe, có rất là nhiều dòng xe. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em coi giữa CBR 150 đời mới với CBR đời cũ, mới và cũ ha. Thì theo Minh đánh giá thì nó sẽ là bình cũ mà rượu mới nha anh em nha. Đây là con CBR 150 mới luôn nha, đập thùng luôn nha anh em. Qua bên mình là kiểm tra bảo trì, rồi thay nhớt, rồi vệ sinh này nọ đó anh em. Thì đây là con CBR đời cũ. Đó, sẽ cho anh em quan sát cho nó kỹ ha anh em ha. Rồi, thì mình sẽ nói tiếp tục. Như anh em quan sát đi, về cái phần đầu đây thì con này ốp đầu rồi ha. Con này lên ốp đầu rồi. Em rửa đây, em cứ rửa xe bình thường. Rồi, thì về cái mâm ha. Mâm vỏ nè, mâm vỏ anh em thấy không, mâm vỏ là y chang nhau, mâm vỏ là y chang nhau em thấy không, y chang nhau không có khác gì hết đó. Khác là con đời mới á, thì anh em nhìn ở vẻ bề ngoài anh em sẽ biết liền, thì nó có trang bị upside down anh em ha. Đó, Showa nhìn rất là đẹp và ABS. Con đời cũ thì cũng có ABS rồi, nhưng mà cái bản khác, còn cái bản mình đang có thì nó không có ABS. Thì ghi đông của nó vẫn là Sport City. Con này cũng thế, con này cũng là Sport City. Ở cái phần đồng hồ á, đây anh em có thể để ý, ở cái phần đồng hồ thì cái con cũ á, đây quay cho anh em xem, thì cái con cũ này á, nó sẽ nhìn hơi thấp thấp một xíu so với con mới. Đây để anh em coi nha, rồi mình ra đây mình coi con mới. Đây, đây là con mới. Đó, con mới thì nó sẽ làm góc cạnh hơn, cao hơn và đẹp hơn. Đó. Còn hiển thị thông số giờ giấc rồi vẫn y chang nhau. Rồi. Rồi. Chưa. Đèn thì hai con đều trang bị đèn LED. Cục máy rồi mọi thứ là y chang nhau. Y chang nhau luôn nha anh em, từ cục máy không. Cái bô là giống luôn nha anh em. Cái bô con kia nó làm mấy cái rãnh ở dưới. Nó làm mấy cái rãnh dưới cho nó khác khác chút xíu. Đây anh em để ý không? Nè thấy không? Nó làm, nó chế một xíu cho nó khác khác xíu thôi. Thì vẫn là cái bô đó nha anh em. Vẫn là cái bô đó. Cục máy vẫn là như thế. Nhưng mà cái con này đặc biệt nè, không biết anh em chế được cái chỗ bắt chống đổ chưa. Thì thường thường con đời cũ anh em hay bắt ở đây nè, bắt chống đổ ở đây nè. Nhưng mà con này thì nó che lại rồi. Đây, đây, con này có chống đổ nè. Em thấy không? Đó, thì nó bắt ở đây nè. Thường 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 thấy mấy anh em hay bắt ở đây ra. Thì con kia thì chắc phải chế thêm á. Còn con này có sẵn thì gắn dễ. Thấy không? Cục máy thì y chang nhau hết nha anh em. Thì theo mình đánh giá thì đương nhiên đời mới sẽ đẹp hơn đời cũ rồi. Từ cái phần đuôi đến cái phần bình xăng là đều đẹp hơn. Thì con này thì có một cái nét gọi là gọn gàng, sạch sẽ, gọn hơn. Con này gọn hơn. Thì con này nó sẽ hơi to một xíu. Con này nó sẽ giống như là, nói câu sao ta, giống như là bản nhái của con 250 đúng không em? Bản nhái của con 250. Không phải bản nhái nữa mà chắc là thằng cha để ra thằng con. Thằng con nó hơi giống thằng cha. Thì thôi, chứ nhái là phải nói hãng khác nha anh em nha. Con này là kiểu cha con giống nhau. Đấy. Thì hồi trước mình cũng đã quay con này với lại con 250 rồi, quay cho anh em xem rồi. Thì hôm nay là mình quay con đời mới, con đời cũ. Thì thiết kế xi nhan mọi thứ đều giống nhau hết, từ tay con tay thắng thì giống hết toàn bộ luôn, chỉ đổi khác dàn áo và cái phuộc rồi thôi. Không có gì mới lạ hết anh em, cơ bản nó chỉ vậy thôi, vẫn là hộp số 6 cấp thôi đó. 6 cấp DOHC bình thường, nhông sơn dĩa là y chang nha, nhông sơn dĩa là y chang nhau hết. Anh em để ý thì sẽ thấy cái phần đồng hồ này sẽ góc cạnh hơn chút xíu ha, chìa khóa cũng y chang nhau. Thì cảm giác chạy thì như nhau ha anh em, cảm giác lái là như nhau nha. Theo mình chạy mình thấy cảm giác lái hai con là như nhau, kể cả cái vỏ zin nó của nó cũng giống nhau luôn, là anh em hiểu rồi. Thì về cái phần chiều cao yên, chiều cao yên thì hai con đều như nhau. Trung ơi, em có thể ngồi lên con này cho anh em coi cái.
chiều cao khoảng tầm 1m6 là có thể chạy được con này ha anh em ha. Nó chạy rất là thoải mái và dễ lái. Hiểu, 1m7 ngồi rất là dễ, 1m6 thì còn dễ hơn nữa, rất là dễ lái nha anh em, ngồi rất là thoải mái. Và những con này sẽ phù hợp với những anh em mới tập chơi, rủi xe đây, tiếp đi, mới tập chơi phân khối lớn thì mình chơi những con này. Thứ nhất nói anh em nghe, thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là khi anh em lỡ có xui xẻo, mình có ngã hay là mình có té thì cái chi phí bảo trì bảo dưỡng thay thế nó rất là rẻ so với những con bự như vậy, thì những con này rất là mắc. Rồi một cái nữa là sẽ an toàn cho bản thân, vì khi mình mới tập chơi mô tô thì mình chơi những cái dòng này thì mình nó dễ điều khiển, nó dễ thuần hơn, nó dễ mọi thứ luôn, nói chung là nó rất là dễ và cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó cũng rất là dễ luôn. Những con như thế này thì bảo trì bảo dưỡng như xe ad và winner nha anh em, không có khác gì đâu nha anh em. Rồi đó, thì mình chơi từ từ, mình chơi chậm mà chắc, chứ đùng một phát mà anh em lên luôn một con 1000 thì nó sẽ như thế nào, nó mạnh quá. Thứ hai là dắt nó sẽ khó khăn, tại vì hồi xưa giờ mình dắt những con xe phổ thông quen rồi, khi tới lúc mà mình lên mà cái xe sport gọi là xe thể thao thì nó sẽ cảm giác nó sẽ khác. Như anh em chơi đi, em chơi 150 đó, 150 à, anh em chơi quen, mai mốt anh em lên 400 mà anh em lên 400 xong, anh em lên 400 nó mạnh rồi, anh em ghiền quá thì anh em dứt lên 600, dứt lên 1000 thì nó sẽ an toàn cho anh em. Và anh em sẽ biết được cái gì, anh em biết được là lực mình chạy tới đâu, biết được là anh em đam mê tới đâu. Nó rất là dễ cho anh em, chứ không phải là nhiều anh em nói là chơi 150 rồi này nọ cái khác nha. 150 có thú hay của 150. Bây giờ con xe này ha, Honda rất là bền. Anh em hả, dục ở nhà dục vài tháng không em lấy ra đi, bình thường không có gì hết, bảo trì bình thường mà đi thể thao ngầu, đi tập thể dục, đi tập gym rồi rất là ok. Anh em hãy chơi giống mình nè, xe gì cũng chơi từ 150 đến 1000, 150 đến 1000 anh em thấy không, rất là đẹp, rất là vui. 1000 nói thiệt anh em, 1000 chỉ để gì, đi cà phê hoặc là rảnh rỗi đi ốp hội đi gì đó thôi, chứ không thể nào mà dắt ra thoải mái như những con 150 được. Những con 150 này thì anh em có kẹt á, anh em sử dụng nó đi làm hàng ngày vẫn bình thường. Mức tiêu hao nhiên liệu của hai con này á thì nó rơi vào 40 mấy cây một lít, thì ai chạy hay thì cũng được 49, 48 đó, thì rất tiết kiệm giống như là một con xe tay ga, nhiều khi tiết kiệm hơn luôn á anh em. Rồi thì đó là những gì mình chia sẻ, những cái khác và giống của hai con xe này cho anh em. Rồi anh em xem clip tự đánh giá nha anh em, mình chỉ quay cho anh em nhanh thôi để anh em tự đánh giá, anh em tự đánh giá con nào ngon hơn, con nào đẹp hơn, ok nha anh em. Đó, quay cho anh em tự đánh giá ha. Thì dĩ nhiên á, con này nó sẽ đẹp hơn rồi, tại vì nó mang trong mình cái ngoại hình của CBR250 mà CBR250 thì là hoàng tử của phân khúc rồi, điển trai nhất phân khúc rồi. 250 đâu có con nào mà góc cạnh đẹp nữa đâu, nhưng mà cái này nó cũng không có giống toàn bộ nha anh em, nó chỉ lai lai thôi. 250 nhìn nó vẫn gấu và nó đẹp hơn, nó góc hơn, nó gấu hơn. Còn con này thì nó chỉ na ná thôi nha anh em ha. Đó là những gì anh em tự xem tự đánh giá. Mình là lay quay clip thực tế cho anh em từ một người chơi xe, quay clip rất là thực tế. Hiện tại con này thì mình đang vệ sinh để chuẩn bị cho chủ xe dán keo bóng. Đó, quay clip thực tế cho anh em xem. Rồi ha, vậy ha, bye bye anh em. Cái gì mình biết thì mình chỉ chia sẻ hết cho anh em. Đó, rồi, đó là nhìn nhận về hai con. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả. Chúc anh em năm mới thiệt nhiều sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc bên gia đình. Gửi lời chúc tới anh em và gia đình của anh em chơi xe luôn ha. Các anh em chơi xe mà xem kênh YouTube, chúc anh em có một năm mới thiệt là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha anh em. Này mình cầm máy một mình quay một mình để cho anh em ngắm và nhận xét
về con xe. Rồi anh em nào thích thì cứ qua đó cà phê, mấy anh em cà phê chơi à. Rồi ok, cảm ơn anh em nhiều. Đó là những gì mình chia sẻ cho anh em để anh em có thể mua với giá bán. Giá bán nha, con đời cũ này á, hồi xưa mắc hơn con đời mới nha. Con này hồi xưa là tới 80 mấy triệu một con. Con này nè, hồi xưa tới 80 mấy triệu một con. Con này hiện tại giá nó biển thành phố chỉ có 79 triệu mấy trăm ngàn thôi. Còn biển tỉnh thì sẽ rẻ hơn nha. Biển tỉnh thì sẽ tầm 74-75. Còn biển thành phố là tới 79 triệu mấy trăm ngàn. Bữa mình có đập thùng cho thằng em ở nhà một con á, 79 triệu mấy trăm ngàn, tập chơi rồi vi vu. Còn con này hồi đó mới mắc lắm à, mắc nhức nách luôn anh em. Rồi cảm ơn anh em. Thì con này hiện tại rẻ thôi, con này là bên mình là hình như đã có khách chốt luôn rồi. Khách chốt con này luôn rồi nha anh em nha. Rồi anh em hiện tại có cần mua xe hay là bán xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình. Chúc mừng năm mới ha, chúc anh em vui vẻ nha. Bye bye.